T1, Zidane mất uy thật rồi, bất kể đội nhà đang xếp thứ 10, với chỉ 13 điểm sau 11 vòng đấu, nhưng Marcus Rashford vẫn lạc quan rằng Manchester United có thể kết thúc trong top 4 Premier League, giành suất vé dự cúp C1 mùa sau. Rashford cho rằng MU vẫn có cửa chen chân top 4 Premier League mùa này thừa nhận đây sẽ là nhiệm vụ khó khăn nhưng tuyển thủ Anh tuyên bố, chỉ cần anh cùng đồng đội chơi một cách nhất quán thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Trong một diễn biến khác, theo chuyên gia bóng đá Eduardo Inda, các cầu thủ Real Madrid cảm thấy Zinedine Zidane trong triều đại thứ hai này không còn giống như xưa nữa. Vị này cho hay, lúc trước các sao ở đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cảm thấy Zidane gần gũi và con người hơn. Còn giờ, gã hói trở nên xa cách kể từ khi trở lại sân Bernabeu hồi tháng 3. Nếu lúc trước Zidane thường trực tiếp chia sẻ, cho chuyện thẳng thắn, thì nay huyền thoại bóng đá Pháp lại thông qua trợ lý David Bettoni, người mà không nhận được sự ủng hộ của các cầu thủ. Zidane là nhà cầm quân trẻ làm được điều vĩ đại không ai bằng khi đưa Real Madrid thống trị Champions League 3 năm liên tiếp. Trong 2 năm rưỡi ở nhiệm kỳ đầu, Zidane giúp Kền Kền thâu tóm 9 danh hiệu lớn nhỏ. Tuy nhiên trong lần trở lại này, Zidane liên tục chịu sức ép lớn vì Real Madrid chơi thiếu ổn định gây thất vọng